Xin chào, Phạm Gia giới thiệu đến anh chị em cái phân xưởng sản xuất bàn ghế Hoàng Gia V10 nguyên khối của công ty đồ gỗ nội thất Phạm Gia. Và hôm nay xưởng Phạm Gia cũng mới hoàn thiện xong cái phần thô, phần mộc của bộ bàn ghế Hoàng Gia V10 gỗ mun hoa theo đơn đặt hàng của vị khách đến từ thành phố Thanh Hóa. Bộ sản phẩm này bao gồm 4 chiếc ghế đơn như này và một chiếc ghế dài, toàn bộ được làm từ chất liệu gỗ mun hoa. Nó khác với gỗ hương đá những cái sản phẩm thông thường bên Phạm Gia thường chia sẻ. Thì trong cái video này em sẽ giới thiệu chi tiết để anh chị em cùng tham khảo. Xin mời anh chị em đi theo em. Đây là chiếc ghế đơn của bộ mun hoa mẫu Hoàng Gia V10, hàng đục thủ công bằng tay. Đây, anh chị em có thể cái này là đục thủ công bằng tay hết nhé. Xương ghế đục thủ công này, vách ghế bằng 3 tấm này, tay là tay cong. Bộ mun hoa mà để lựa ra được cái dàn tay có vân veo đẹp như này, đẳng cấp như này là rất là hiếm và khó tìm luôn. Cái này trên thị trường các bác nào mà chơi gỗ quý cao cấp thì chắc là cũng không xa lạ gì cái dòng gỗ mun hoa này rồi. Một trong những kiệt tác của thiên nhiên. Đây là hai chiếc ghế đơn bên em đang để ra ngoài để trà lu cũng như là sửa. Hai chiếc ghế đơn ở trong bộ sưu tập Hoàng Gia Luxury Hoàng Gia V10 tay cong, chất liệu là gỗ mun hoa của Lào nhé anh chị em. Ở phía trong này là phân xưởng sản xuất của đồ gỗ Phạm Gia, một trong những xưởng sản xuất bản ghế Hoàng Gia V10. À, gỗ đây thì là gỗ hương, bên em xẻ xong rồi để ở đây rất là nhiều này. Đấy, cả gỗ hương đá, cả gỗ mun hoa. Bình thường thì Phạm Gia sản xuất gỗ hương đá rất là nhiều và mẫu nổi tiếng nhất là bàn ghế Hoàng Gia. Những bộ bàn ghế Hoàng Gia do bên Phạm Gia làm thì được khẳng định thương hiệu trên thị trường rồi. Nên là bác nào mà đã biết đến bàn ghế Hoàng Gia của Phạm Gia rồi thì chắc cũng không xa lạ gì. Đặc biệt là những bác mà xem trên video, kênh video của đồ gỗ Phạm Gia nhiều thì sẽ thấy là những cái bộ bàn ghế Hoàng Gia V10 như này, Hoàng Gia này là Hoàng Gia V5, ván 5 vách 5, ván ngồi 5 phân vách 5 để lắp chân của bộ Hoàng Gia V10, chân vào tay giống như Hoàng Gia V10. Còn đây quay trở lại với cả sản phẩm chính, siêu phẩm chính của vị khách đến từ thành phố Thanh Hóa chính là bộ Hoàng Gia V10, chất liệu là gỗ mun hoa. Cái sản phẩm này thì bên Phạm Gia làm chuẩn kỹ thuật đúng theo quy cách và mẫu mã rất là cẩn thận nhé. Mọi sự cố định đều bằng vam. Các bác thấy đây có rất nhiều cái vam. Bên em làm bằng vam chứ không bắn đinh. Dùng vam và dây chun để buộc, giữ cố định các cái vị trí. Ở đây là phần trương. Trương và vách thì đều là đục thủ công bằng tay hết đấy các bác. Trương này đều đục thủ công. Đây, các cái cánh hoa này nhìn rất là kênh bông này. Đục rất là đẹp, thể hiện cái sự đẳng cấp sang trọng của người dùng. Vách ghế tựa lưng thì là ghép vào 5 miếng nha các bác. Cái vách ghế này lấy chính giữa là trung tâm, chia đều ra hai bên là có 2 miếng, mỗi bên 2 miếng là 5 miếng, tay là tay cong. Sau này là hai chiếc ghế đơn. Ngoài cửa xưởng có hai chiếc và trong này có hai chiếc ghế đơn. Đấy. Cái bộ sản phẩm này thì là đẳng cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Giá trị của dòng gỗ mun hoa thì rất là cao. Nếu bác nào chơi gỗ thì cũng biết là gỗ mun hoa này giá trị cực kỳ cao và chất gỗ thì đanh cứng. Đấy. Đây, phần tay là bên Phạm Gia làm nó thừa hẳn ra đằng sau này, nó liền khối để các bác có thể đến kiểm tra này, hàng này hàng nguyên khối, hàng chấp ghép ở đây này. Cái giá trị khác biệt, mang thương hiệu là đồ gỗ Phạm Gia, một trong những đơn vị sản xuất bản ghế Hoàng Gia lớn nhất miền Bắc. Và chiếc ghế đơn thứ hai đây. Đấy. Đấy, anh chị em có thể tham khảo sản phẩm kê tại trong xưởng thôi. Hiện tại đây đang là phần thô phần mộc. À, nếu bác nào mà quan tâm thì có thể đến trực tiếp với công ty đồ gỗ nội thất Phạm Gia để tham khảo, để chiêm ngưỡng những cái sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ do đồ gỗ Phạm Gia sản xuất và cũng có thể trải nghiệm sử dụng thực tế những cái sản phẩm do bên Phạm Gia sản xuất và được trưng bày tại kho của xưởng đồ gỗ Phạm Gia. Và xưởng Phạm Gia cũng rất mong nhận được những cái ý kiến đóng góp của quý vị khách hàng khi xem video của xưởng trong cái phần bình luận, phần comment để xưởng sẽ cải tiến hơn, những cái mẫu mã tốt hơn, đẹp hơn, phục vụ người tiêu dùng trên toàn quốc. Xưởng xin cảm ơn anh chị em đang xem video của xưởng và hẹn gặp lại anh chị em ở những video giới thiệu sản phẩm lần sau.